Thì em xin lỗi, được chưa? Anh biết là em khó chịu. Sao anh còn căng, anh còn văng, anh còn cứ nói nhiều. Ừ thì em xin lỗi, làm sao? Bây giờ anh thích thế nào? Hay bây giờ ta không gặp nhau cho đỡ ồn nào? Nói cái gì cơ? Anh muốn chia tay á? Không dễ đâu anh. Anh muốn lật kèo á? Không dễ đâu anh. Thật á? Không dễ đâu anh. Sit down, sit down, sit down, play. Anh muốn chia tay á? Không dễ đâu anh. Anh muốn lật kèo á? Wow. Không dễ đâu anh. Thật á? Không dễ đâu anh. Sit down, sit down, sit down, play. Anh xin em bớt đọc mấy câu ngôn tình. Tình yêu phim ảnh không có thật mà tổn vinh. Đừng nghe lời ai góc mực ngọt và đầy tai lý nhí. Để hạnh phúc bạn gái anh không bao giờ sai. Vậy nếu tình yêu chỉ là sai chắc thì bảo nhau nghe. Thì chục năm nữa vẫn là tình yêu của những cô nhóc và cậu bé. Tại vì có sai, có sữa, có sữa, có lửa, có khói. Còn nếu em muốn được cưng như trẻ thì kiếm ông bố cho rồi. Nè em có thể đi kể với tất cả những người khác xung quanh. Và nếu cần thiết anh xin gửi lời xin lỗi một cách chân thành. Nếu khúc nào mà nhảy nhẹ thì mình bấm qua cho nhanh. Trả cho nhau sự yên bình là mức tha cho anh. Sit down, sit down, sit down, sit down, please. Nói chung là anh.